Bây giờ chúng ta sẽ sửa cái bài tập 68. Cô mời bạn Trình đọc cho cô yêu cầu bài tập 68. Rồi bây giờ các bạn ơi, bạn Trình ơi, chắc các bạn cô cho các bạn tắt camera, tại vì hôm nay đường truyền nó kém á, cho nên là các bạn có thể tắt camera ha. Tại vì lúc mở camera lên có một số bạn bị rời đi rồi và bạn Trình đọc thì cô nghe cũng không rõ lắm. Rồi bạn Trình ơi, bạn đọc lại đi. Thằng đẳng thức đáng nhớ để Rồi, đầu tiên là bài này là câu A ha. Câu A là chúng ta sẽ có đa thức x mũ 2 cộng 2x y cộng cho y mũ 2 chia cho đa thức x cộng y. Thì bài này các bạn quan sát là chúng ta cái đa thức này của chúng ta là không phải là một biến nữa mà có hai biến, vừa biến x vừa biến y. Đây, thì có những cái bài chúng ta cần phải thực hiện nhanh, không cần phải đặt phép chia giống như cái bài trước chúng ta học. Vậy các bạn sẽ quan sát cho cô cái đa thức bị chia đó, đa thức nằm bên tay trái của mình, coi nó là hằng đẳng thức số mấy để biến đổi chúng cho nhanh ha. Mời bạn Trình. À, đây là hằng đẳng thức số mấy bạn Trình? dạ số 1. À, số 1. Rồi em viết đỏ gọn nó lại cho cô đi. Y tất cả mũ 2. À đúng rồi, đúng rồi. X cộng y tất cả mũ 2 rồi. Còn bên này mình làm gì ha? X y giữ nguyên cô. Đúng rồi, x cộng y giữ nguyên. Rồi, x cộng y tất cả mũ 2 chia x cộng y là bằng gì? Đây, bằng gì Trinh ha? À đúng rồi, chính xác, và x cộng y. X cộng y mũ 2 mà chia cho x cộng y mũ 1 thì còn là x cộng y mũ 1, mà cô khỏi cần ghi cái mũ 1 đó ha. Rồi, như vậy các bạn thấy là bài này mình không cần phải đặt phép chia, mình làm cũng rất là nhanh. Tiếp theo, câu B. Câu B là chúng ta có đa thức 125 x mũ 3 cộng cho 1. Rồi, lấy đa thức chia cho đa thức ấy. Cho em thoát ra được không cô? Em không nhìn thấy màn hình chia sẻ của cô. À, để cô chia sẻ lại đi, em đừng thoát ra, thoát ra em sẽ vào lại không được nha. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ em nhìn thấy màn hình của cô chưa? Hôm nay đường truyền nó của mình nó hơi bị kém cho nên là các bạn thoát ra sợ các bạn vào lại không được á. Em nhìn thấy chị màn hình chia sẻ của môn công nghệ cô. Ủa vậy hả? Các bạn thấy màn hình chia sẻ của cô không? Các bạn khác thấy như vậy không? Thấy của cô á cô. À, rồi, vậy thì Đại ơi, Đại thoát ra vào lại đi. Rồi, mời một bạn thực hiện cho cô B nha. Cô B, các bạn quan sát cho cô đa thức trước dấu chia nè. Thử xem là cái đa thức này nó là hằng đẳng thức số mấy nha. Ở đây hằng thức nào mà chỉ có hai hạng tử thôi các em, mà có cái mũ 3 ở trên đầu nữa, mà dấu cộng nữa nè. Rồi, mời bạn Oanh. Hằng đẳng thức số mấy hả cô? Ừ đúng rồi. Em nghe không rõ hằng anh. Dạ không phải cô, nó em nghe tiếng nó cứ bị vang á cô. Biết sao không? Do có một số bạn mở mic mà chưa có tắt á, mà cô tắt không có được. Các bạn như là bạn Thùy Dương nè, bạn Xuân Đại, bạn Tiến Đạt nè, Hà Tiến Đạt nè, Quỳnh Giang nè, các bạn mở mic nhưng các bạn chưa tắt. Hữu Lộc nữa. Em trả lời nhé cô. Rồi các bạn ơi, các bạn bạn Thiện Nhân nữa, những bạn cô đọc tên đó, các bạn tắt cái mic đi cho cô nha. Ở đây cô thấy các bạn chưa có tắt mic nè. Rồi em trả lời đi Oanh ơi. Dạ, cái phần 125 x mũ 3 cộng 1 là hằng đẳng thức số 3. Rồi, hằng thức số 3 hả, phải không? Mũ 3 mà hằng thức số Số 3. sáu, số 6 cô, em nói lộn.
Rồi em biến đổi cho cô đi Oanh, 125 x mũ 3 là cái gì, tất cả mũ 3 lên được nó ha. Dạ thưa cô là 125. Mấy mũ 3 lên 125? Em nhớ là hình như là 75 á cô. Phải không? 75 là 75 nhân 3. 75 không phải đâu. Rồi, rồi. Anh chưa nhớ, mời bạn Quốc Tuấn. Dạ thưa cô là 5 mũ 3. À đúng rồi, vậy thì 125 x mũ 3 là 5 cái gì mũ 3 lên hả? 5 x tất cả mũ, mũ 3, đúng không? Còn 1 này chính là 1 mũ 3. Rồi, vậy cô phải sử dụng ngoặc vuông ở ngoài nha. Rồi, như vậy cô đã biến đổi nó thành đúng cái dạng của hằng đẳng thức số 6 rồi đó. Bây giờ cô mời bạn Hạnh sẽ khai triển cái hằng đẳng thức số 6 này ra cho cô ha. Để mình thực hiện được phép chia là mình phải khai triển nó ra, chứ mình không có lấy từng hạng tử bên này chia từng hạng tử bên kia đâu nha các em. Rồi mời Hạnh ha. Hạnh mở mic lên nha. Cô nghe được không? Rồi. Cô nghe được, cô nghe được. Dạ thưa cô là 5x cộng 1. Đầu tiên là 5x cộng 1, rồi. Rồi 5x mũ 2. Tất cả mũ 2 đúng không? Dạ. Rồi ngoài phải sử dụng ngoặc vuông. Thôi để cô xóa này ghi lại cho nó đỡ ghê. Rồi 5x cộng 1 nè. Mở ngoặc vuông ra. Xong rồi 5x tất cả mũ 2 đang khai triển hạng thức số 7, số 6 nha các em. Rồi trừ cho 5x nhân 1. Đúng rồi, trừ A nhân B nè. Cộng cho 1 phần 2, 1 mũ 2. Đúng rồi. Đóng ngoặc vuông. Rồi chia cho 5x cộng 1. Rồi đúng rồi. Bằng 5x cộng 1. Rồi. 25x mũ 2. Chỗ này là ra tính ra được là 25x mũ 2 trừ trừ cho 5x cộng 1. Đúng rồi, cộng cho 1. Rồi, chia cho 5x cộng 1 là giữ nguyên nè. Rồi, mình triệt tiêu đi ha. Ở đằng trước là có gì nè? Dạ. Yeah. Đằng trước. Đằng trước chia là có 5x cộng 1 đúng không? Chia cho 5x cộng 1 là bằng mấy rồi ha? Dạ. Từ, đợi em tí không? Em bị lấy. Rồi. Đấy thôi cô là còn... 25x mũ 2. 25x mũ 2 trừ cho 5x cộng 1. À đúng rồi, chính xác. Đây, ở đây ở đằng trước chúng ta có 5x cộng 1, đằng sau có 5x cộng 1 thì mình chia cho nhau nó sẽ ra bằng 1 rồi. Số 1 đó mình khỏi ghi ha. Vậy thì kết quả cuối cùng của chúng ta chỉ còn lại là 25x mũ 2 trừ 5x cộng 1 thôi. Đó, bài này thì làm như vậy ha. Đến câu C, câu C cô mời bạn Đình Tuấn. Câu C là hằng đẳng thức thứ hai. Hằng đẳng thức số 2, đúng rồi. À... Rồi bạn Tuấn chờ cô một tí, cô ghi cái đề xong đã ha. Rồi mời bạn Tuấn rút gọn cho cô cái hằng thức này đi ha. Cô là bằng x trừ y tất cả mũ 2. Đúng rồi. Chia cho chia cho âm mở vuông cô bạn ta âm x trừ y của vậy hả? Hình đúng rồi cô. Rồi x trừ y bạn ta. Rồi em cứ thực hiện tiếp đi, nó đúng rồi mà. Rồi xuống dòng bằng bài x trừ y mũ 2 mà chia x trừ y thì ta còn lại gì? Còn x trừ y ạ. Đúng rồi, còn x trừ y, nhưng mà còn cái dấu trừ đằng trước thì ta thêm dấu trừ vào đằng trước thôi, được chưa?
Rồi, đây là cách thứ nhất mình có thể làm như vậy ha. Rồi, còn cách thứ hai, nãy cô thấy bằng oanh giơ tay đó, thì bằng oanh sẽ có cách khác đúng không? Dạ không cô, em làm y chang cô. À, làm y chang bạn này luôn, rồi làm y chang cũng đúng. Còn không á, các bạn tới cái dòng thứ hai này rồi ha. À, cách thứ hai nha. Rồi, cách thứ hai thì dòng thứ nhất là ghi đề, dòng thứ hai ngay cái chỗ mà x trừ y tất cả mũ 2 đó. Rồi, chia cho y trừ x. Rồi, nó sẽ tới đây. Là cô sẽ hạ xuống như bình thường nha. Cô chỉ viết gọn cái hằng đẳng thức số 2 thành x trừ y tất cả mũ 2 thôi. Và mình đã biết rồi, x trừ y tất cả mũ 2 thì nó có phải là bằng y trừ x tất cả mũ 2 không? Hai cái này nó bằng nhau. Hôm bữa mình kiểm tra mình cũng có mình có ôn tập, mình có làm rồi ha. Ta có x trừ y tất cả mũ 2 thì cũng bằng y trừ x tất cả mũ 2, hai này bằng nhau. Nên cô sẽ biến đổi. Rồi, tới đây y trừ x cô sẽ giữ nguyên, cũng không đổi cái này. Được chưa? Rồi, y trừ x tất cả mũ 2 chia cho y trừ x thì kết quả sẽ bằng y trừ x. Đó. Thì hai cái kết quả này thật ra nó cũng giống nhau ha. Nếu các bạn bỏ ngoặc cái này ra thì nó cũng sẽ biến đổi được là thành là y trừ x, hai này giống y chang nhau. Các bạn có thể làm theo cách nào cũng được nha. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ sửa cái bài tập số 70. Câu A. Rồi, mời bạn Phát làm cho cô câu A ha. Rồi, mời bạn Phát. Dạ, em đây. Rồi, bạn Phát làm cho cô câu này đi. Đây là chia một đa thức, quên COVID, sai cái này rồi. Chia một đa thức cho một đơn thức ha. Rồi, Phát nhớ cách làm không? Ừ, cô. Quên cách làm rồi hả? Rồi, cô mời bạn Huy. Cô là đồng tiên 25. Rồi, đâu có đúng đâu, mình sẽ lấy từng cái hạn tử ở bên trong, hoặc ở đây có một hạn tử nè, hai hạn tử, ba hạn tử, tổng cộng có ba hạn tử. Mình lấy từng cái hạn tử bên trong ngoặc này nè các em, chia cho, lúc nào mình cũng sẽ đem chia cho 5 x mũ 2 cho cô ha. Lấy hạn tử thứ nhất chia cho 5 x mũ 2, tiếp tục lấy hạn tử thứ hai chia cho 5 x mũ 2, cuối cùng ta cũng làm tương tự như vậy đối với hạn tử 10 x mũ 2. Rồi mời bạn Quốc Tuấn làm lại cho bạn mình nhớ cho cô ha. Dạ thưa cô, là 25 x mũ 5 chia cho 5 x mũ 2. Rồi. 25 x mũ 5 chia cho 5 x mũ 2. Rồi. Trừ cho 5 x mũ 4. Trừ, lấy hạn tử tiếp theo là 5 x mũ 4 chia cho 5 x mũ 2. Rồi, đúng rồi. Cuối cùng cộng cho 10 x mũ 2 chia cho 5 x mũ 2. Rồi, đúng rồi. Cô là bằng 5 x mũ 3. Đúng rồi. Trừ cho x mũ 2. Đúng rồi. Cộng cho 2 x 2 thôi. 2 x hả? À, cộng 2 thôi. X mũ 2 chia x mũ 2 là bằng 1 rồi, khỏi ghi nữa nha. Đó, phải làm như vậy mới đúng nha các em. Rồi, bây giờ câu B tương tự như vậy nè. Câu B cô mời bạn Dũng. Rồi, bạn Dũng không biết có nghe cô nói không nha. Cô lấy 15 x mũ 3 y mũ 2 chia cho 6. Rồi, đợi cô ghi cái đề xong cái đã. Rồi, bây giờ em chia đi. Đầu tiên là lấy 15 x mũ 3 y mũ 2 chia cho 6 gì? Chia 6 x mũ 2 y con. À, đúng rồi, cứ đem chia cho cái hạn tử bên ngoài ngoặc đó. Rồi, đóng mở ngoặc lại nè. Dấu tiếp theo là dấu trừ cho 6 x mũ 2 y chia cho 6 x mũ 2 y.
Rồi. Trừ cho lấy 3 x ngũ 2 y ngũ 2 chia cho 6 x ngũ 2 y. Rồi. Bạn. Bao nhiêu Dũng ơi? Dạ 5/2 x y cô. Rồi, cái này là 15/6 rút gọn bằng 5/2 ha. X chia cho x y chia y là ra được 15 x mũ 2 y rồi. Trừ. Hai này y chang nhau chia nhau bằng mấy? Bằng 1 cô. Đúng rồi. Trừ cho 1/2 y. Rồi, 1/2 y. Đúng rồi, x mũ 2 chia x mũ 2 là bằng 1 rồi, phải ghi y mũ 2 chia y là còn y. Đó. Rồi, như vậy là xong câu 70B hả? Các em tắt mic đi các em ơi. Ủa bạn nào đang gọi cô đúng không? Cái đó là có x mũ 1 mà cô. À đúng rồi, đúng rồi. X mũ 3 chia x mũ 2 là x mũ 1 ha. Là x y thôi, 5/2 x y thôi. Rồi hôm nay đường truyền nó rất là kém. Cho nên là bạn Trình bạn gọi cô nhưng mà phải lâu, thật lâu cô mới nghe bạn nói. Bài tiếp theo, bài 73. Chắc cô nói các bạn cũng nghe không rõ đúng không? Rõ lắm cô ơi. Rõ lắm cô ơi. À, rồi. Một số bạn thì đường truyền của mình tốt cho nên bạn nghe rõ. Còn một số bạn thì nói không có nghe rõ như bạn Trình nói. Biết các bạn có nghe bạn Trình nói rõ không? Chứ cô nghe bạn Trình nói nó cứ bị giật giật á. Cô. Bạn Trình hình như là cái mic của bạn đó nó như vậy cô. Mấy bữa bạn nói không có bị vậy? Có cô, nó cứ ồ ồ thôi. Rồi, bài 73 nha các em. Bài 73 cũng là một bài tính nhanh nè. Bài tính nhanh thì các em có thể vận dụng cái hàng động thức giống bài lúc nãy đó. Rồi, câu A, các em quan sát cho cô cái đa thức đằng trước dấu chia nha. Thử xem nó là hàng đẳng thức nào để mình làm cho nó nhanh. Rồi, cô mời bạn Hạnh. Cô từ từ. Em 4x mũ 2 chia ra thành 2 ạ. Rồi, không được chia như vậy, không được chia như vậy nha. Nếu như mình chia một đa thức cho một đơn thức thì mình mới chia, mới lấy từng hạng tử của cái đa thức mình chia cho đơn thức. Nhưng bây giờ đây không phải là một đơn thức mà đây là một đa thức nè. Nên không thực hiện phép chia như vậy được nha, không tính nhanh như vậy được, mà mình áp dụng hạng đẳng thức. Rồi, mời bạn Hiền nha. Rồi, em suy nghĩ tiếp, cô mời bạn Hiền nha. Dạ thưa cô, là 4x mũ 2 là trở thành là 2 x tất cả mũ 2. Ừ đúng rồi. Và còn 9y mũ 2 thì sẽ là 3y tất cả mũ 2. Ừ đúng rồi. Rồi bây giờ cái ngoặc vuông ở ngoài, ngoặc tròn bây giờ phải thay bằng cái ngoặc vuông ha. Rồi chia. Dạ chia là giữ nguyên, cái phía đó là giữ nguyên là 2x trừ 3y. Đúng rồi. Rồi tiếp theo em khai triển đây là hạng số mấy em? 2 dạ, hạng tử số 3. À đúng rồi, bây giờ em khai triển cho cô nha. Dạ là 2x trừ 3y. Rồi đầu tiên sẽ là 2x nè, trừ 3y, lấy A trừ B nè, đóng mở ngoặc lại nè. Rồi, nhanh cho. Cho 2x cộng 3y. Đúng rồi, đây là bạn đang khai triển hàng đẳng thức số 3 nha các em. Chia cho. Cho 2x trừ 3y. Đúng rồi. Rồi bây giờ có cái nào giống nhau thì mình mang mình chia cho nhau đi ha. Dạ rồi. Có 2x trừ 3y. Đúng rồi, 2x trừ 3y. Bên kia cũng có 2x trừ 3y. Ừ đúng rồi, hai này chia cho nhau là bằng mấy rồi nè? Dạ bằng 1. Bằng 1, vậy kết quả cuối cùng của mình chỉ còn lại gì thôi? Dạ là 2x cộng 3y. À đúng rồi, chỉ còn lại 2x cộng 3y thôi. Đó.
các bạn không cần phải đặt phép chia gì luôn. Đó, thấy không? Mình tính rất là nhanh dựa vào cái hàng đẳng thức. Đến câu B. Câu B là 27 x mũ 3 trừ 1 chia cho 3 x trừ 1. Thì mình quan sát cho cô coi hàng đẳng thức nào mà có hai hạng tử thôi mà có mũ 3 ở trong này nữa, dấu trừ ở giữa. Mời bạn Khánh Vy. Dạ, thưa cô là hàng đẳng thức số 7. À, hàng thức số 7. Rồi em biến đổi cho nó ra hàng số 7 cho cô đi. Dạ, thưa cô là bằng mở ngoặc vuông, mở ngoặc tròn, 3 x mũ 3 tất cả, 3 x tất cả mũ 3. Rồi, trừ. Trừ 1 đóng ngoặc vuông. 1 này chính là 1 mũ 3 đúng không? Dạ. Đó, chia cho 3 x trừ 1. Rồi, nó có dạng là A mũ 3 trừ B mũ 3. Đây là hàng đẳng thức số mấy á Vy? Dạ, hàng đẳng thức số 7 cô. Đúng rồi, A mũ 3 trừ B mũ 3. Đây là hàng đẳng thức số 7 ha. Rồi, bây giờ mình sẽ khai triển hàng thức này ra cho cô nè. Dạ, thưa cô là bằng mở ngoặc lấy 3 x trừ 1 đóng ngoặc. Rồi. Nhân cho mở ngoặc vuông là 3 x tất cả mũ 2 cộng cho 3 x nhân 1. Rồi. Cộng cho 1 mũ 2 đóng ngoặc vuông. Rồi, đúng rồi. Chia cho mở ngoặc lấy 3 x trừ 1 đóng ngoặc. Rồi. Là bằng mở ngoặc lấy 3 x trừ 1 đóng ngoặc nhân cho 9 x mũ 2 cộng 3 x cộng 1 đóng ngoặc. Đúng rồi, 3 x tất cả mũ 2 là 9 x mũ 2, 3 x nhân 1 là 3 x. Rồi 1 mũ 2 cũng bằng 1. Rồi. Chia cho mở ngoặc lấy 3 x trừ 1 đóng ngoặc. Rồi. Dạ là bằng 9 x mũ 2 cộng 3 x cộng 1. À đúng rồi, bằng 9 x mũ 2 cộng 3 x cộng 1. Còn hai cái kia nó mất rồi ha, bởi vì mình chia cho nhau rồi. Đây mình sẽ lấy là 3 x trừ 1, mình chia cho 3 x trừ 1 là hết rồi ha, còn 1. Vậy mình kết quả cuối cùng mình chỉ ghi là bằng 9 x mũ 2 cộng 3 x cộng 1 thôi. Rồi, cô xóa phần này đi ha. Trong bài thi, bài kiểm tra thì các em đừng có ghi dấu gạch gạch giống vậy nha. Rồi, còn câu C, câu D thì chúng ta cũng sẽ làm tương tự như vậy ha. Rồi, bạn Trịnh Thanh Mai giơ tay làm câu C đúng không? C, Mai giơ tay làm câu C đúng không? Dạ vâng. À rồi, bây giờ mời Mai làm câu C cho cô nha. Thưa cô là 2 x 1 3. À, Mai đợi ghi cái đề ha. Rồi, em quan sát thấy cái đa thức ở bên tay trái của mình là hàng đẳng số mấy á? Chỗ này là ra 2 x mũ 3 hả? Hay là 2 x tất cả mũ 3? 2 x tất cả mũ 3. À đúng rồi, 8 x 3 là 2 x tất cả mũ 3 nè. Rồi, cộng nè. 1 là 1 mũ mấy? 1 thôi cô. 1 là 1 mũ 3, đúng không? Vậy thì em nhìn nó có dạng là A mũ 3 cộng B mũ 3 đó. Đây là hàng đẳng thức số mấy, em nhớ không? Cô là hàng đẳng thức số 6. Đúng rồi. Còn bên này mình làm gì ha? Chia cho mở ngoặc 4 x mũ 2 trừ cho 2 x cộng 1 đóng ngoặc. Rồi, để cho khuyên. Rồi. Em khai triển hàng đẳng thức số 3, thứ 6 ra cho cô đi. Cô là 2 x cộng 1 đóng mở ngoặc. Đúng rồi. Nhân cho mở ngoặc vuông 2 x tất cả mũ 2. Rồi. Trừ cho 2 x nhân 1. Rồi. Cộng cho 1 mũ 2 đóng ngoặc vuông. Đúng rồi. Đúng rồi. Chia cho mở ngoặc 4 x tất 4 x mũ 2 trừ rồi cho 2 x cộng 1 đóng ngoặc. Rồi. Bằng
2 x cộng 1. Nhân cho 4 x mũ 2 trừ cho 2 x cộng 1. Đúng rồi. Chia cho 4 x mũ 2 trừ cho 2 x cộng 1. Rồi. Kết quả là bằng 2 x cộng 1. À đúng rồi, chính xác, kết quả của mình là còn 2x cộng 1. Bởi vì hai cái này nè các em, mình chia cho nhau thì nó giống y chang nhau, là mình chia cho nhau nó sẽ ra bằng 1 rồi. 1 thì mình khỏi ghi, vậy kết quả cuối cùng mình chỉ còn lại là 2x cộng 1 mà thôi ha. Rồi, bạn làm rất là tốt rồi. Rồi chúng ta câu D, chúng ta cũng làm câu D thì nó là mình phải phân tích đa thức thành nhân tử ha. Đối với đa thức nằm bên tay phải, tay trái. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sửa một cái câu khác đi ha. À, đó là câu 74. Câu 74 là yêu cầu của người ta là gì bạn Anh Tuấn ha? Thưa cô, là tìm số A để đa thức 2x mũ 3 trừ 3x mũ 2 cộng x cộng A chia hết cho đa thức x cộng A, x cộng 2. À, rồi. Bây giờ cái đa thức của mình lại xuất hiện một cái hệ số A. À, bây giờ mình phải tìm cái hệ số A đó để sao cho cái đa thức 2 mũ 3 trừ 3 mũ 2 cộng x cộng A chia hết cho đa thức x cộng 2. Rồi, cái A này các bạn lưu ý cho cô, nó chính là hệ số tự do ha. Nó là một cái số bình thường thôi các em. Đó, bây giờ mình sẽ đi tìm cái số đó coi nó bằng bao nhiêu ha, để cho cái đa thức ở bên trái mình chia hết cho đa thức bên phải. Vậy thì để mà chia hết thì mình đã biết rồi, để một đa thức A chia hết cho một đa thức B thì cái phần dư của nó sẽ bằng bao nhiêu các em? Cô mời bạn Oanh. Chia hết thì cái phần dư của nó phải bằng mấy Oanh? Dạ bằng 0 cô. À đúng rồi, phần dư của nó phải bằng 0. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện phép chia. Bây giờ cô có đa thức 2x mũ 3 trừ 3x mũ 2 cộng x cộng A. Bây giờ mình sẽ thực hiện chia cho đa thức x cộng 2 xem phần dư nó còn bao nhiêu ha. Rồi, mình đặt phép chia như bình thường. Mời một bạn thực hiện phép chia này cho cô nha. Rồi, có bạn Hạnh ra tay nè. Bạn Hạnh học rất là tích cực ha. Lấy hạnh tử đầu tiên bên phải, bên trái, chia hạnh tử đầu tiên bên phải. Rồi, mời bạn Quốc Tuấn. Dạ, thưa cô, là em sẽ lấy 2x mũ 3 chia cho x là bằng 2x mũ 2. Rồi, chia xong rồi. Nhân ngược lại là bằng 2x mũ 3. Rồi. Cộng cho 4x mũ 2. À, cộng 4x mũ 2. Cô sẽ đặt cùng một cột với lại x mũ 2 ở trên. Rồi, bây giờ mình trừ nè. Dạ, thưa cô, là bằng... Dạ, thưa cô, là bằng âm trừ 7x mũ 2. Chỗ này là ra trừ 7x mũ 2, đúng không? Còn cái này, hai này giống y chang nhau thì trừ nhau bằng 0 rồi. Rồi. Cộng cho x. À. Đúng rồi, hạ hai cái này xuống. Rồi. Rồi lấy âm 7x mũ 2 chia cho x. À đúng rồi. Để thôi cô, lập bằng âm 7x trừ cho 7. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhân ngược lại là bằng âm 7x mũ 2. Rồi. Trừ cho 14x. Đúng rồi. Bằng 15x. À đúng rồi, chỗ này là mình sẽ lấy 1x nha các em. Ở trên là trừ cho âm 14x. Là trừ với trừ này sẽ thành dấu cộng, là 1 cộng cho 14 là 15, 15x. Rồi. 15x cộng A. Đúng rồi, cộng A hạ xuống. Rồi. Lấy 15x chia cho x là bằng 15. Rồi, là bằng 15 thì cô sẽ ghi là cộng 15, đúng không? Dạ. Rồi, nhân ngược lại cho cô nè. Là bằng 15x cộng 30. Rồi, cộng 30. Rồi, bây giờ trừ nè. Cô là bằng
A bằng hôm 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 A trừ 30. À, bằng A trừ 30, đúng rồi. Các em hồi nãy cô nói rồi đó, A là một số, 30 cũng là một hệ số tự do, ba A cũng là một hệ số tự do, nên cô sẽ đặt chúng cùng một cột với nhau. Và khi thực hiện phép trừ thì mình sẽ lấy hệ số trừ phần hệ số. Đây, thì mình sẽ lấy là A, hệ số ở trên là A trừ cho hệ số tự do ở dưới đó là 30. Vậy phần dư của chúng ta bây giờ là A trừ 30. Rồi, bây giờ tới đây có chia được nữa không bạn? Bạn Tuấn ơi. Dạ, thưa cô là không. Không chia được nữa, như vậy cái phần dư của chúng ta bây giờ là A trừ 30. Vậy thì để cho cái đa thức A mà chia hết cho đa thức B đây, để đa thức này chia hết cho đa thức X cộng 2, thì cái phần dư của mình bây giờ nó phải bằng bao nhiêu mới được? Cô mời bạn Anh Tuấn. Dạ thưa cô là bằng 0. À đúng rồi, chính xác, cái phần dư của mình là cái phần dư này, phần này nó phải cho nó bằng 0 ha. Nếu nó bằng 0, ngay chỗ này mà nó bằng 0, thì phép chia này mới gọi là phép chia hết được. Vậy thì mình sẽ lập luận một tí ha. Để cho cái đa thức 2x mũ 3 trừ 3x mũ 2 cộng x cộng A chia hết cho đa thức x cộng 2, thì cái phần dư của mình đó là A trừ 30 nó phải bằng 0. Rồi, vậy thì tới đây mình làm sao nữa ha? A trừ 30 bằng 0, vậy làm sao mình tìm được A? Số nào mà trừ 30 sẽ ra bằng 0? Tới đây là ai cũng biết làm rồi ha. Bây giờ cái số A nào, số nào mà trừ cho 30 thì sẽ ra bằng 0, vậy A sẽ bằng bao nhiêu? Rồi, mời bạn, à, cô mời bạn Phương Thảo. Dạ, A bằng 30. À đúng rồi, chính xác. Như vậy khi A bằng 30, cô thay trực tiếp ở đây là 30 trừ 30, có phải phần này sẽ ra bằng 0 chưa? Vậy lúc đó phép chia này sẽ là phép chia hết ha. Rồi, phần này chỉ là nháp thôi nha, các em không ghi vào bài nha. Rồi, đó, như vậy đó chính là toàn bộ cái phần trình bày của bài của bài 74 ha. Rồi, các bạn sửa vào vở của mình. Là lúc nãy chúng ta còn cái câu, còn vì còn thời gian ha, cho nên cô sẽ sửa luôn cái câu 73D đó các em. Ta có đa thức x mũ 2 trừ 3x cộng xy trừ 3y chia cho đa thức x cộng y. Bài này tính nhanh nha. Rồi, mời một bạn thực hiện bài này cho cô nha. Đây, bài 73D nha các em. Bây giờ mình sẽ để ý cho cô cái đa thức nằm bên tay trái, đa thức bị chia của mình đó, thì nó có phải là hằng thức hay không, hay là mình phải sử dụng một cái phương pháp khác không phải hằng thức. Cô mời bạn Trình. Hằng đẳng thức số số 5. Hằng đẳng thức số 5. Hằng đẳng thức số 5 thì có cái hằng thức số 5 có mũ 3 trong đó, nhưng cái này đâu có mũ 3 đâu Trình. Ừ, rồi cô mời bạn Hạnh. Em nghĩ là hằng đẳng thức số 2. Hằng thức số 2, hằng đẳng thức số 2 thì nếu khai triển hằng thức số 2 ra nó chỉ có 3 hạng tử thôi. Chỉ có 3 hạng tử, nhưng cái này tới 4 hạng tử luôn. Vậy thì mình không có vận dụng hằng thức được rồi. Vậy các bạn coi mình phân tích đa thức thành nhân tử được không? À, cô mời bạn Anh Tuấn. Dạ, hôm cô là phân tích bằng nhóm hạng tử. À, nhóm hạng tử rồi. Bây giờ em sẽ nhóm hạng tử nào và hạng tử nào? Dạ, hôm cô là nhóm hạng tử 2x. X mũ 2 chứ. X mũ 2 với lại... xy. À rồi, em nhóm 1 với 3 rồi. Rồi nhóm nhóm x 2 x mũ 2 với lại trừ với lại x 3x. À, với trừ 3x luôn.
Rồi nhóm cái nhất cái hai cái này với nhau, rồi nhóm kiểu gì cũng được hết ha. Rồi nãy nhóm như vậy cũng được, bây giờ rồi tiếp theo. À, nhóm xy với lại trừ 3y. À đúng rồi, cộng xy trừ 3y. Rồi khi cô nhóm thì bây giờ mình cái ngoặc tròn ngoài bây giờ thay bằng ngoặc vuông ha. Rồi. Rồi bây giờ em sẽ đặt nhân tử chung của nhóm thứ nhất cho cô đi. Dạ thôi cô, nhân tử chung của nhóm thứ nhất là x. Rồi đặt x ra ngoài thì trong còn lại gì? Còn y trừ x trừ 3. Đúng rồi. Nhóm thứ hai nhân tử chung là gì? Là y. Bên trong sẽ còn lại? Còn x trừ 3. Đúng rồi. Rồi bên kia cô cứ hạ xuống ha, ghi giữ nguyên nha. Rồi. À, xuống dòng bằng rồi. Bằng mẫu ngoặc x cộng y nhân cho mẫu ngoặc x trừ y x trừ 3 chứ x trừ 3. Ừ đúng rồi, vì x trừ 3 giống nhau, mình sẽ đặt x trừ 3 ra ngoài thì bên trong sẽ còn lại x cộng y ha. Rồi chia cho x cộng y. Rồi bây giờ tới đây sao nữa nè? Cô còn x trừ 3. Ừ đúng rồi, x bên này có x cộng y, chia cho x cộng y là bằng 1. Vậy kết quả cuối cùng của chúng ta chỉ là x trừ 3 thôi. Đó, như vậy bài này làm như vậy ha, chứ nó không phải hằng đẳng thức. Rồi, như vậy là bài 73 chúng ta đã hoàn thành ha. Còn bài 72. Rồi bài 72 thì chúng ta cũng sẽ làm tương tự như vậy nha các em.